Xin chào các bạn trở lại với loạt bài sinh trắc học nhiều vân tay khóa cơ bản. Tôi là Võ Hoàng, chuyên gia đào tạo về sinh trắc học nhiều vân tay và chuyên gia tư vấn tâm lý. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một cái module rất là quan trọng trong loạt bài về sinh trắc học nhiều vân tay. Đấy là 8 loại hình thông minh. Khi xác định được mình là loài thông minh nào mạnh nhất thì các bạn sẽ có cơ hội chúng ta tập trung vào làm cho mình có cái số lần lặp lại nhiều hơn, tạo mình hưng phấn nhiều hơn, mình yêu thương nhiều hơn và mình có cơ hội dễ dàng để đạt được điều mình mong muốn trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Đấy là mục tiêu của sinh trắc học nhiều vân tay đem đến cho các bạn. Xin mời các bạn cùng theo dõi chúng ta có 8 loại hình thông minh là thông minh nào. Và mỗi loại hình thông minh như vậy đó thì chúng ta được thể hiện như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Và theo lý thuyết của Howard Gardner thì trí thông minh chúng ta chia ra 8 loại. Và quan trọng là chúng ta hiểu chúng ta là ai và chúng ta làm được gì. Thì đấy là cái điều mà sinh trắc vân tay sẽ cung cấp cho các bạn. Thưa các bạn, Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Mỹ, từng nói rằng mỗi người trong các bạn đều giỏi giang về cái chuyện gì đấy. Mỗi người trong các bạn đều có những cái thứ gì đó đặc biệt để cống hiến cho cuộc đời. Và bạn có trách nhiệm với bản thân để tìm ra đó là gì. Vậy sinh trắc học nhiều vân tay sẽ giúp các bạn tìm ra các bạn giỏi nhất, giỏi nhì, giỏi ba, tức là cái giỏi nhất của bạn trong 8 loại hình thông minh này. Thì bạn giỏi nhất là cái gì? Thì chúng tôi xin giới thiệu các bạn qua 8 loại hình thông minh này như sau. Thông minh thứ nhất là thông minh về ngôn ngữ. Các bạn nghe đến ngôn ngữ, các bạn biết những người thông minh ngôn ngữ là những người như thế nào? Những người thông minh ngôn ngữ là những người nhạy bén nhận ra ngữ nghĩa, vần điều của từ ngữ, nhớ nhanh được các cái tên, cái địa danh. Người ta thích viết, thích học ngoại ngữ. Người ta cảm nhận tốt về lời văn, về câu từ các bạn. Và người ta nhạy cảm với cái ý nghĩa, cấu trúc, âm thanh ngôn ngữ. Tức là người thông minh ngôn ngữ khả năng cảm nhận, nếu biết phát hiện và đầu tư thì cảm nhận học ngoại ngữ rất tốt. Khả năng sử dụng từ ngữ đa dạng, người ta có thể ứng biến. Và người ta hứng thú với và giỏi trong các trò chơi đối chữ. Người ta dễ nhận ra cái ý nghĩa đối chữ, người ta dễ ghép vô được. Và người ta học hiệu quả nhất là việc đọc này, ghi lại này và nghe bài giảng thông qua thảo luận, thông qua tranh luận với nhau. Khi người ta thảo luận, người ta phải nói ra ngôn từ, người ta tranh luận, người ta đưa ra ý kiến bằng ngôn từ. Là người thông minh ngôn ngữ. Loại thông minh thứ hai, đấy là thông minh logic, toán học. Thì các bạn có thể nhận diện ra ngay những người này là những nhà toán học, nhà tự nhiên, đấy, những nhà bác sĩ giỏi về nghiên cứu về cấu trúc con người. Đấy. Thì thông minh logic, toán học thì thể hiện như sau. Thứ nhất là người ta có khả năng sử dụng tốt về con số, khả năng suy luận và hiểu các vấn đề trừu tượng, khả năng sáng tạo tìm ra các cái giả thuyết các bạn, các cái mô hình và ưa thích các cái quan điểm dựa trên lý trí, tức là có cơ sở, có khoa học. Người ta thích các trò chơi có mô hình học thuật, áp dụng nguyên tắc và chiến lược để tìm ra giải pháp. Thích tò mò về xung quanh, thích tìm hiểu, giải thích về các hiện tượng. Và người ta thường hay đặt câu hỏi là: ủa tại sao? Nó như thế nào? Đấy là những người đặc biệt thông minh về logic, toán học. Loại thông minh thứ ba là thông minh về thị giác không gian. Về thị giác không gian thì người ta có những cái đặc điểm như thế này. Những người mà cao về thông minh thị giác không gian,
tức là người ta có khả năng cảm nhận, hình dung thế giới hình ảnh và không gian nhiều góc độ khác nhau và một cách sống động. Người ta thích vẽ này, thích điêu khắc này, thích xây dựng này, thích sáng chế, thích design này, thích thiết kế, trang trí và thiên hướng về nghệ thuật. Người ta hứng thú về việc theo dõi các cái biểu đồ, các cái đồ thị, các cái hình ảnh, các cái video và các cái màu sắc. Và người ta có khả năng định hướng bản thân trong không gian ba chiều dễ dàng. Đấy là người thông minh về thị giác, thông minh về không gian. Loại thông minh thứ tư đó là thông minh về vận động. Khi nghe vận động các bạn nghĩ đến cái gì ạ? Những diễn viên xiếc, những vận động viên, những nhà ảo thuật, những huấn luyện viên, vân vân. Vậy thì đặc tính của những người thông minh vận động như sau. Thứ nhất là người ta có khả năng điều khiển thuần thục, khéo léo chuyển động cơ thể, sử dụng đôi tay, cảm nhận tốt về sự cân bằng, phối hợp giữa việc dùng mắt và dùng bàn tay, giữa cơ thể và chuyển động, năng động và có sức bền tốt, hứng thú với các hoạt động như là đi bộ, thể dục thể thao, khiêu vũ, bơi lội, cắm trại, tức là những cái hoạt động các bạn thấy liên quan đến vận động, đúng không? Riêng cái từ vận động là chúng ta thấy toát lên gần như hết rồi. Và người ta tiếp thu bài học thông qua thực hành thực tế hơn là đọc và nghe. Những người này do đó mình khi mình biết cái này người thông minh vận động cao, hoặc là con cái mình vận động cao, thì mình có thể cho các em các cháu tiếp thu qua việc là gì nữa, mô hình thực tế, cho vận động, cho đi ra với những cái trò chơi, kết hợp trò chơi trong học. Ví dụ học toán bằng cách thiết kế các cái mô hình chơi, học văn bằng các cái ô chữ mà liên quan đến cái việc đưa tích hợp kết nối bằng cách có vận động bên trong. Loại thông minh thứ năm đây là thông minh âm nhạc. Thông minh âm nhạc, nghe đến âm nhạc thì các bạn hình dung nghe đến những nhạc sĩ, những ca sĩ, đúng không? Những người sáng tác nhạc, đúng không? DJ, đúng không? Vậy thì đấy là những đặc trưng như sau. Những người thông minh âm nhạc thì khả năng cảm nhận, thưởng thức âm nhạc, tạo ra tiết tấu, nhịp điệu. Người ta cảm nhận sâu sắc với âm nhạc, âm thanh, nhịp điệu, ca từ. Người thông minh âm nhạc thì người ta nghe cái ca từ, người ta cảm nhận được cái độ rung, cái độ hay của nó. Người ta nhạy cảm âm thanh như là nước chảy, như là tiếng chim hót, tức là bước đi, hay là tiếng chuông nhà thờ, vân vân. Giọng nói thì có cường độ âm vực tốt, có khả năng hát, khả năng chơi nhạc cụ, có khả năng sáng tác cao. Và học tốt thông qua bài giảng, và người ta có thể sử dụng tạo ra những cái nhịp điệu và những cái bài hát mới để ghi nhớ thông tin. Đó, tức là cùng bài hát, hoặc là có thể là bài toán, người ta chỉ ra bài thơ hoặc là bài nhạc. Và ở đây gần đây tôi thấy trên YouTube là một số giáo viên là âm tạo ra bản nhạc để học tiếng Anh, hoặc có thể học toán, có thể học vật lý, vân vân. Đấy, người ta khả năng về âm nhạc cao. Loại thông minh thứ sáu đấy là thông minh về tương tác giao tiếp, tức là khả năng gì các bạn ạ? Khả năng kết nối, đúng không? Bây giờ cao hơn nữa là gì? Các bạn cùng theo dõi nhé. Người thông minh tương tác giao tiếp thì có những đặc điểm. Thứ nhất là khả năng tương tác giao tiếp hiệu quả, dễ thấu hiểu người khác. Và người ta có cái sự lôi cuốn trong giao tiếp và nhạy về giao cảm. Và người ta đôi lúc người ta không nói, nhưng mà nhiều người muốn được kết nối với họ, và người ta có thiên hướng hướng ngoại, và người ta có khả năng tương tác thông qua ngôn ngữ, thông qua cử chỉ. Và người ta học tốt thông qua là phải có làm việc tương tác, tức là phải làm việc chung, thảo luận với mọi người, cùng nhau chia sẻ, tương tác.
Một loại thông minh thứ bảy là thông minh về nội tâm. Đây là một cái loại thông minh tương đối khó nhận ra. Nội tâm, các bạn nghe nội tâm, bao giờ các bạn nghe nội tâm chưa? Đấy, ví dụ ông Khổng Tử chẳng hạn, đây là những người đại diện, hoặc là Thiền Sư Thích Nhất Thành chẳng hạn, những người thông minh nội tâm. Vậy thì thông minh nội tâm thể hiện như thế nào? Đó là khả năng tự xem xét nội tâm và nhìn nhận bản thân, có đời sống nội tâm phong phú, có nhiều ước mơ và thích suy tư về cuộc sống, và đặt câu hỏi là mình sinh ra trời làm gì, liệu cái mục đích mình sống thế này có ổn chưa, mình có giúp ích gì cho đời hay không, mình có lẽ sống đam mê gì không. Người ta có cái sự thẳng thắn, độc lập, cầu toàn, một kỷ luật như chúng suy nghĩ của họ. Và người ta học, những loại người thông minh nội tâm cao là học tập hiệu quả nhất khi tập trung vào chính những cái vấn đề mà một mình. Và loại thông minh cuối cùng xin chia sẻ các bạn hôm nay là thông minh được thiên nhiên. Theo các bạn nghĩ đến thông minh thiên nhiên là gì ạ? Hòa mình với thiên nhiên, yêu cuộc sống, bên ngoài, sông nước, ao hồ, núi non, đúng không ạ? Gần chính xác rồi đấy ạ. Vâng, thưa các bạn, người thông minh thiên nhiên là thích gần gũi với thiên nhiên, thích chăm sóc cây cối, vật nuôi, côn trùng. Người ta nhạy cảm với vấn đề thuộc về như động thực vật, nhớ tên, phân biệt được các loài rất là nhanh chóng. Thích xem những thông tin về các kênh về Discovery, các bạn biết không? Về cuộc sống của hoang dã, những nhà đi chụp những cái bức hình về những cái con vật, cái sự sinh trưởng, cái sự thậm chí cái sự giao phối của các loài vật, hoặc là sự sinh tồn, sự săn mồi của các loài vật. Và người ta nhạy bén với các cái giác quan về thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác. Do đó người ta quan sát rất tinh tế sự thay đổi của môi trường. Đấy, là người ta thông minh thiên nhiên. Và những người này luôn luôn thích ra bên ngoài, thích sống với thiên nhiên. Đấy, do đó người ta gọi là thông minh thiên nhiên. Như vậy tôi đã giới thiệu các bạn 8 loại hình thông minh. Các bạn thử xem mình trong 8 loại hình thông minh là mình xem mình nó điểm mạnh ở đâu, thì mình có thể xem các cái đặc điểm này ứng với cơ thể mình cảm nhận được, thì đấy là một điểm mạnh. Và khi làm bài báo cáo sinh trong vân tay thì các bạn sẽ biết điểm mạnh này, và mỗi cái điểm mạnh này nó phù hợp với những ngành nghề nào. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bài đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt, chúc các bạn vui vẻ.